Hài lòng nghe hay. À, so với cái bộ loa cây trước thì thấy nào anh? Nghe là hay hơn à? Nó thoát hơn. Vâng. Cái tiếng nó thoát, nó tiếng nó ấy hơn, nó không. Vì em vừa xem qua bộ đấy, loa của nó bé mà. Nó có mấy con chung bé. Bát có 25. Đấy, còn bát súp 25, xong mấy con chung bé. Nên là nó không thể nào được như cái con loa full này. Mấy cả đôi full này của bên em là full này là full cao cấp nhất đấy. Chuyên hát karaoke và nghe nhạc chi tiết tinh tế, cộng thêm cục súp nữa. Em đang quay video này, anh có chia sẻ ra một chút để anh em yên tâm hơn khi đến với Zika. Đấy, những lời nhận xét của anh là những cái đây nhá, những cái lời chia sẻ và nhận xét của các anh em nhá, là nó gấp trăm gấp vạn lần chúng em giới thiệu đấy. Anh cứ chia sẻ cho em. Chị thì khi sợ mua trên livestream mà anh em xem mình xem thì anh em bán có bảo hành không phải lo mà. Sợ thì lại đi xuống xem. Thế hôm nay chúng em lắp đặt tại đây để anh yên tâm. Rồi đấy, như anh Nhân đấy, cũng là một doanh nhân và cơ người rất là khủng, đáng mơ ước. Đấy, trong đó có cả em đấy, rất là mơ ước. Mà đã tin tưởng ủng hộ Zika thì các em cứ yên tâm đến với Zika chúng em nhé. Duy chưa? Thì hiện tại chúng em cũng có mặt ở địa điểm cần bàn giao. Đây, anh cũng hỗ trợ chúng em về những thiết bị âm thanh vào. Đây là một cục loa siêu trầm S1500 Pro. Vì đóng thùng bìa xốp sách to quá, không để con xe bé này nên là phải bóc ra. Đi kèm với cấu hình combo thì có con đẩy này, hai kênh với cái 600 này. Cặp loa VA12 Black này, vàng mic. Đây là volume to nhỏ và từng kênh một này. Đấy. Hai cái này là hai cái volume to của từng kênh một. Đấy. Đấy. Thì trên đẩy thì anh cứ để cho em hướng 12 giờ cho em nhé. 1 giờ đi, để 1 giờ cho công suất nó ra nhiều cho nó đánh tiếng hay. Còn đâu là to nhỏ, anh to nhỏ tất ở đây chứ. Đã xong bộ dàn combo cho anh Nhân. Anh ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Lạng Sơn này thì nó ngay cạnh Bắc Giang thôi. Anh Nhân thì đang test nhạc ở trong nhà. Với bộ dàn này thì gồm có một cặp loa VA12 phiên bản vàng gold này, một cục đẩy GXS600 Pro này, một bộ băng số chỉnh cơ KM360, một bộ mic không dây VK321 Pro, và không thể thiếu được cục loa siêu trầm khi có những cái dòng loa full như này. Đây anh Nhân đây ạ. Đó. Anh Nhân đang ngồi để nghe nhạc. Đây anh Nhân đây, cái phiếu bảo hành với các thứ của anh đây. Đấy, anh xem đầy đủ thiết bị chưa? Có thiếu cái nào không anh? Đó. Đấy, anh Nhân thì theo dõi Zika chúng em rất là lâu và chốt bộ này trong live stream. Hôm đấy là anh nhớ hôm đấy chốt là hôm đấy là hôm nào không nhỉ? Hôm mùng mấy nhỉ? 16, 17 ông. Anh có hay theo dõi em live stream không? Theo dõi suốt. Theo dõi suốt. Yêu mến ủng hộ Zika chúng em thì em cảm ơn anh. Anh thấy cái những cái buổi live stream chúng em live hay là những video thì anh thấy được những cái gì bên em để mà anh quyết định lấy cho mình bộ dàn đắt tiền như thế này anh? Thấy anh em Zika rất là nhiệt tình. Vâng ạ. Bán bảo hành giá hợp lý. Lạng Sơn từ dưới Zika lên đây là 100 cây, ở lên quanh 100. Hữu Lũng, Lạng Sơn. Rồi hôm nay chúng em lắp cho anh bộ dàn này là anh đã thấy hài lòng chưa anh? Hài lòng, nghe hay. À, so với cái bộ loa cây trước thì thấy nào anh? Nghe là hay hơn. Hay hơn à? Nó thoát hơn. Vâng. Cái tiếng nó thoát, mà tiếng nó ấy hơn, nó không. Vì em vừa xem qua bộ đấy, loa của nó bé mà. Nó có mấy con chung bé. Bát có 25. Đấy, còn bát súp 25, xong mấy con chung bé. Nên là nó không thể nào được như cái con loa full này.
Mấy cả đôi phun này của bên em là phun này là phun cao cấp nhất đấy. Chuyên hát karaoke và nghe nhạc chi tiết tinh tế. Cộng thêm cục súp nữa. Em đang quay video này, anh có chia sẻ ra một chút để anh em yên tâm hơn khi đến với Zika. Đấy, những lời nhận xét của anh là những cái đây nhá, những cái lời chia sẻ và nhận xét của các anh em nhá là nó gấp trăm gấp vạn lần chúng em giới thiệu đấy. Đó, anh cứ chia sẻ cho em. Thì cứ sợ mua trên livestream của anh em xem mình xem thì anh em bán có bảo hành không, không phải lo sợ thì lại đi xuống xem. Thế hôm nay chúng em lắp đặt tại đây để anh yên tâm. Rồi đấy, như anh Nhân đấy cũng là một danh nhân và cơ người rất là khủng, đáng mơ ước. Trong đó có cả em đấy, rất là mơ ước. Mà đã tin tưởng ủng hộ Zika thì các em cứ yên tâm đến với Zika chúng em nhé. Một video rất là ngắn, cũng cảm ơn em, cảm ơn anh, cảm ơn anh chị đã yêu mến ủng hộ chúng em. Vậy là cũng đã hoàn thành xong bộ dàn karaoke phối ghép và lắp đặt tại nhà anh Nhạc với bộ loa phun VA12. Hiện tại đội ngũ Zika chúng em tiếp tục quay trở về với tổng dinh của Zika tại địa chỉ 133 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để tiếp tục những chuyến hành trình tiếp theo. Xin được khép lại video ở đây, xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các anh em yêu mến ủng hộ Zika chúng em, cũng như gửi lời cảm ơn đến vợ chồng anh chị anh Nhàn, đúng rồi, vợ chồng anh Nhàn ở Lũ Lũng Lạng Sơn đã ủng hộ Zika chúng em bộ combo rất là VIP như thế này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo nha.